là người tin tưởng trong một câu chuyện kỳ lạ về hệ thiên hà này. Hôm ấy, bà đã kể một câu chuyện khó tin, nhưng có thật. Đó là câu chuyện về một hố đen trong vũ trụ, nối liền dải ngân hà với trái đất. Tôi đã biết thêm một điều kỳ lạ nữa. Bà đã nói rằng tôi nhắc bà nhớ về ông nội. Ông cũng đến từ phía bên kia của hệ thiên hà. Đó chính là lý do tại sao bà biết về hố đen của vũ trụ. Câu chuyện xảy ra ở một nơi cách đây nhiều năm ánh sáng. Thiên hà Kim, một đội chiến binh có nhiệm vụ duy trì sự bình yên cho toàn dải ngân hà. Cô ấy di chuyển bằng phi thuyền qua các hành tinh trong hệ mặt trời, làm nhiệm vụ tuần tra an ninh cùng người bạn đồng hành của cô ấy, Aqua, một chú bò biển bé nhỏ và vui tính. Thank you.
gặp nguy hiểm bị những thiên thần khổng lồ tấn công. Ngay trên bãi biển nơi tôi và bà đang đi dạo, Kim không thể tin nổi vào mắt mình. Thank you.
Y Nguyên lúc đó. Khi phát hiện ra Kim, tôi lập tức phải lòng cô ấy ngay từ cái nhịp đầu tiên. Tôi chưa từng thấy cô gái nào đẹp như vậy. Đó là một khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên được. Thank you.
Aqua, chú bò biển đến từ không gian để mang sức mạnh của nước, nhờ tình yêu tôi dành cho kênh và năng lượng nước từ Aqua phù hộ, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết và sẵn sàng hy sinh cuộc chiến với Hoài. Cây cầu sẽ trường tồn mãi mãi trong hệ thiên hà của chúng ta. Cây cầu đã trở thành biểu tượng của hòa bình và tình yêu đích thực. Đây là truyền thuyết, cuối cùng là câu chuyện có thật, câu chuyện của tôi. Nó giải thích tại sao nơi này lại trở thành hòn đảo của nụ hôn, hòn thơ. Cầu hôn được tạo ra để ghi dấu lại câu chuyện tình tuyệt đẹp này. Thank you.
Thảo. Cảm ơn quý khách đã theo dõi chương trình. Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ tư trang cá nhân trước khi rời khỏi vị trí của mình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và...